Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất. Tập 81. Chương 801, triệu tập 1. Đại thúc, đại thúc. Hôm sau, Giang Bắc Nhiên đang làm điểm tâm thì nghe được tiếng hô của Thi Gia Mộ vang lên từ bên cạnh cửa sổ. Chuyện gì vậy? Giang Bắc Nhiên đẩy cửa sổ ra hỏi. Người ngươi muốn ta mang tới cho ngươi rồi. Thi Gia Mộ chỉ vào những người đứng sau mình. Giang Bắc Nhiên ngẩng đầu nhìn lại thì thấy biểu lộ đám người đều lộ vẻ bối rối, khó hiểu. Họ được Giang Bắc Nhiên coi trọng, tất nhiên trên tay sẽ có tuyệt chiêu, nhưng ở Thi Gia, nói dễ nghe một chút thì là thành viên cao đẳng của Linh Lung Phường, khó nghe thì là tầng lớp làm công ở dưới chót. Thành viên dòng chính như Thi Gia Mộ cao hơn họ không biết tới mấy bậc, cho nên trừ những người Giang Bắc Nhiên đã nói chuyện ra, những người khác đều vô cùng khó hiểu và sợ hãi. Bích Tiêu Hội, Kim Đỉnh Đảo, đây không phải sân thí luyện của đệ tử tinh anh nhất trong đại gia tộc à? Liên quan gì tới những người làm công như họ? Nhưng đại tiểu thư đã lên tiếng, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Ban đầu, Giang Bắc Nhiên chỉ tính để Thi Gia Mộ gặp họ, không ngờ đối phương lại trực tiếp dẫn họ tới. Bất quá đã tới rồi thì cứ tâm sự trước đi, dẫn họ tới hậu viện đi. Đi thôi. Thi Gia Mộ nói xong thì đóng cửa sổ lại, dẫn cả đám đi tới hậu viện. Vào lúc Giang Bắc Nhiên chuẩn bị cúi đầu tiếp tục nấu cháo thì cửa sổ lần nữa bị đẩy ra. Tiểu Bắc Nhiên, ngươi đang nấu đồ ăn ngon gì vậy? Thi Phượng Lan thò đầu vào hỏi. Cháo trứng muối thịt nạc. Ta cũng muốn một chén, không, một nồi. Ra ngoài chờ đi. Vậy ta hương nồng chút à? Thi Phượng Lan nói xong thì lùi về sau, nhìn Tiểu Bắc Nhiên nấu cháo. Giang Bắc Nhiên vốn đã quen dạng này nên cứ từ từ nấu đồ ăn. So với Giang Bắc Nhiên và Thi Phương Lan thảnh thơi thì đám người ở hậu viện có chút hoang mang lo sợ, đứng đó mắt to nhìn mắt nhỏ. Các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Thi Gia Mộ nói xong cũng chạy về phía phòng bếp, dù sao đại thúc đang nấu cháo, việc này không thể bỏ qua. Thấy Thi Gia Mộ chạy đi, 12 người được mời rốt cục cũng thả lỏng hơn, chào hỏi lẫn nhau. A Trung, không lẽ ngươi cũng bị Thi tiểu thư tìm đến để tham gia Kim Đỉnh Đảo chứ? Không phải. Trung Hoành Tài buồn bực thở dài, ta đang tính đi làm thì đại tiểu thư. Trung Hoành Tài phát hiện âm lượng của mình có chút cao, vội giảm thanh âm xuống rồi nói tiếp, Thi tiểu thư đột nhiên chạy tới, nói muốn ta tham gia Bích Tiêu Hội. Ta từng nghe qua cái hội này rồi, ở đó có rất nhiều chân bảo tuyệt thế, mỗi năm chỉ mở ra một lần, người có thể tham gia đều là cường giả huyền vương lợi hại nhất toàn bộ đại lục. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe thế. Lúc này, một người nữ tử cao gầy mặc hồng y lên tiếng, ta cũng nghe như Trung ca vậy, biết trên đảo này có rất nhiều bảo vật, nhưng hàng năm có rất nhiều cường giả huyền vương cảnh chết trên đảo. À, còn có người chết nữa. Một nam kinh lùn lùn hô một tiếng, vậy. Sao kêu ta đi chứ? Ta bất quá chỉ là huyền giả mà thôi, đám huyền vương kia chỉ cần thổi phát là ta mất mạng rồi. Đúng rồi à, huyền vương đánh nhau. Huyền giả nho nhỏ như chúng ta tới đó xem náo nhiệt làm gì, không phải là chịu chết sao? Chẳng lẽ? Một nam tử trung niên đột nhiên trầm mặc, người nhà Thi gia tính mượn chuyện này để diệt trừ chúng ta. À. Tất cả mọi người cùng lúc kinh hô một tiếng, có mấy người còn cảm thấy hình như chân mình mềm nhũn ra. Vì sao à? Ta làm việc rất cẩn thận, cũng không làm sai chuyện gì à? Vài ngày trước ta còn giúp Đông gia tìm được một khối đá quý. Còn chưa được thưởng, ngược lại còn sắp bị chặt đầu nữa. Ta cũng thế à. Ta vừa giúp nhị công tử may một kiện y phục mới, nhị công tử rất hài lòng à. Sao nói trở mặt là trở mặt vậy? Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Lúc này kế tử Thạch đột nhiên cao giọng hô. Chờ mọi người đều nhìn mình, kế tử Thạch mới nói, trước khi Thi tiểu thư tới tìm ta, từng có một người tới hỏi ta về chuyện phương thuốc. Hình như Thi tiểu thư là nhìn trúng điểm thì phải. Cũng không biết có đúng không nữa. Có phải một tiểu ca che mặt không? Một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh lập tức hỏi. Đúng, là tiểu ca che mặt. Kế tử Thạch gật đầu nói. À, vậy ta cũng vậy. Cách đó không xa, một thiếu nữ giơ tay lên nói. Ta cũng thế, ta cũng vậy.
tổng cộng có 6 người, cả 6 người đều biểu thị mình từng gặp tiểu ca che mặt kia. Vậy thì đúng rồi, hẳn tiểu ca kia thay Thi tiểu thư tới quan sát đó. Kế Tử Thạch nói xong thì nhìn 5 người còn lại, hiểu rõ rồi nói, chỉ sợ Thi tiểu thư là coi trọng năng lực có thể tìm được thiên tài địa bảo của chúng ta đó. Không phải các ngươi vừa nói trên Kim Đỉnh Đảo có rất nhiều bảo vật đó à, hẳn muốn chúng ta đi tìm những bảo vật đó đó. Đám người nghe xong thì nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không đúng à. Trung Hoành Tài bỗng ngẩng đầu lên, ta có thể nghe được tiếng nước, nhưng ta chỉ là huyền sư mà thôi, sao có thể tranh đoạt với những huyền vương kia chứ? Chúng ta phụ trách tìm, Thi gia tiểu thư đi đoạt là được chứ sao? Vậy vạn nhất chúng ta bị những huyền vương kia phát hiện thì làm sao bây giờ? Họ giết chúng ta còn không phải chỉ trong một cái chớp mắt ư? Đúng thế, một mình Thi tiểu thư đâu thể bảo vệ tất cả chúng ta à? Chương 802, triệu tập 2. Đại khái là muốn chúng ta làm hậu cần đi. Không thể nào, Bích Tiêu hội đã được tổ chức mấy thập niên. Ta chưa từng thấy có ai cần hậu cần cả. Hơn nữa ta nghe nói nhân số lên đảo có hạn, tối đa Thi gia chỉ chọn 10 người thôi, chúng ta đã chiếm phân nửa rồi. Cứ thế trò chuyện, cảm xúc vốn vừa được vỗ yên của mọi người trong nháy mắt lại bạo phát. Cái này không phải kêu chúng ta đi chịu chết ư? Ta mặc kệ, dù sao cũng phải chết, còn không bằng tìm cơ hội chạy trốn. Đúng, ta cũng không đi. Vào lúc mọi người xúc động, thì bỗng có người hô, Thi tiểu thư về rồi. Trong nháy mắt, mọi người đều im lặng. Dù sao mọi người đều hiểu, người Thi gia chi phối vận mệnh của họ, chạy trốn chỉ là nói chút mà thôi. Nếu họ dám trốn thật, người Thi gia khẳng định sẽ bắt được họ, đến lúc đó chờ đợi họ chỉ có một kết quả. Cho nên, trước khi triệt để tuyệt vọng, họ vẫn hy vọng mình đoán sai, Thi tiểu thư tìm họ là vì chuyện khác chứ không phải buộc họ đi chịu chết. Giang Bắc Nhiên bước vào tiểu viện, nhìn mọi người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thì biết đám người này hẳn đều đã bị dọa. Thi gia mộ thấy dáng vẻ e ngại của mọi người, nhịn không được bèn nói, làm gì vậy, tìm các ngươi tới là có chuyện tốt, sao lại bày ra biểu lộ này. 12 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn về phía 3 người đang đi tới. Thi gia mộ thì họ nhận ra, đây là đại tiểu thư Thi gia, về phần ở người thanh niên mặt mũi tươi cười đi ở giữa cũng có vài người nhận ra. Hắn là người nổi danh gần đây, có danh tiếng ực lớn, Giá Hải Kình Thiên, Giang Bắc Nhiên. Mà trong đó cũng có vài người đoán được Giang Bắc Nhiên là người che mặt từng tới gặp họ. Nghe nói hắn có tính tình rất tốt, hôm qua lúc hắn tới tìm ta rất khách khí. Nhìn hắn hiền lành như thế, chắc chắn sẽ không đẩy chúng ta vào trong hố lửa đâu. Trong lúc nhất thời, 12 người dần bình tĩnh hơn, không còn kinh hoàng như trước. Thi gia mộ phát hiện sau khi thấy Giang Bắc Nhiên, những người này dẫn yên tâm hơn thì có chút không phục. Rõ ràng nàng nói chuyện rất ôn tồn với họ mà, vì sao lại sợ nàng như thế? Trong lúc chờ Thi gia mộ lên tiếng, trước mặt Giang Bắc Nhiên bỗng nhảy ra 3 lựa chọn. Lựa chọn 1, an ủi đám người này. Ban thưởng, phiêu xương lôi lục, địa cấp hạ phẩm. Lựa chọn 2, dùng ban thưởng khích lệ đám người. Ban thưởng, tế nguyệt huyễn bản, huyền cấp thượng phẩm. Lựa chọn 3, cho đám người này biết, nếu không biểu hiện cho tốt sẽ chết. Ban thưởng, cộng 1 điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Khá lắm, đều là tiện cốt cả đúng không? Giang Bắc Nhiên nhìn 3 lựa chọn nhảy ra, trong nháy mắt mạch suy nghĩ đã rõ ràng. Dù sao cũng không thể nói tốt với họ. Nói tốt họ sẽ nở mũi, về sau sao ngoan ngoãn bán mạng cho hắn nữa. Suy nghĩ xong, Giang Bắc Nhiên vươn tay cản Thi gia mộ đang muốn mở miệng lại, bước lên một bước rồi nói, ta tin hẳn các vị cũng đoán được chúng ta kêu các vị tới đây là có chuyện gì. 12 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai trả lời cả. Giang Bắc Nhiên cũng không tính đợi đối phương trả lời, nói tiếp, lần này tìm các vị tới là vì muốn các vị bày ra sở trường của từng người, tới Kim Đỉnh Đảo tìm kiếm thiên tài địa bảo. A, à, nghe tới đây, 12 người cả kinh hô lên. Trung Hoành Tài lớn giọng nhịn không được hô, vị đại nhân này, tu vi chúng ta thấp, căn bản. Không đợi Trung Hoành Tài nói xong, Giang Bắc Nhiên liền mỉm cười nhìn về phía hắn, đã tìm các ngươi tới đây, chứng, tỏ chúng ta muốn các ngươi đi, không đi cũng phải đi. Hít. 12 người hít một hơi lãnh khí, đây chẳng phải nói sẽ không phải có cơ hội thương lượng à. Thấy hệ thống vẫn chưa thông báo thành công, Giang Bắc Nhiên cảm thấy hẳn mình đã quá ôn nhu rồi. Thế là hắn lấy một sấp bùa ra, đưa cho Thi gia mộ và nói, dán vào trán của họ.
thì Gia Mộ nhận lá bùa không khỏi sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, Đại Thúc không phải ác nhân thích ép người. Nàng vốn tưởng hắn sẽ tới an ủi đám người này một phen, ai ngờ lại chuyển thành uy hiếp. Đi đi, Giang Bắc Nhiên thúc giục nói. Nha, Thi Gia Mộ nhận lấy lá bùa rồi gật đầu. Dù nghĩ mãi không rõ nhưng nàng vẫn tin Đại Thúc làm vậy khẳng định có mục đích riêng của hắn. Dù sao hắn không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Nếu đã chọn tin tưởng Giang Bắc Nhiên, tất nhiên Thi Gia Mộ sẽ phối hợp, thần sắc lạnh lùng đi tới trước mặt 12 người, dán từng lá bùa lên đầu họ. 12 người này vốn đang e ngại Thi Gia Mộ, bây giờ thấy nàng bày ra loại biểu lộ đáng sợ này thì càng thêm không dám phản kháng. Đùng, lúc bị dán bùa, toàn thân Trung Hoành Tài run lên, nhưng một giây sau, hắn phát hiện bùa đã che khuất tầm nhìn của mình chuyện. Chuyện gì vậy? Trung Hoành Tài giơ tay lên sờ trán của mình, phát hiện chỗ trán hơi nóng nóng, quay đầu nhìn người khác. Phát hiện lá bùa được dán trước trán họ nay đã biến mất, thay vào đó là một ký hiệu kỳ quái, khắc lên trán họ. Đây là Càn Tung Phù, một khi bị đánh dấu, vô luận các ngươi chạy đi đâu chúng ta cũng có thể tìm thấy chỉ trong nháy mắt, ta tin hẳn các ngươi cũng hiểu ý ta. Nhìn sắc mặt 12 người dần trắng bệch, Giang Bắc Nhiên cảm thấy hẳn áp lực đã đủ lớn. Cho nên, hy vọng lần này các vị có thể hảo hảo phối hợp với chúng ta không hy vọng sẽ xuất hiện chuyện đẫm máu, dù sao. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 803, Ăn ý. Trong nháy mắt, Giang Bắc Nhiên lộ ra mỉm cười rực rỡ, ta cũng không phải ma quỷ gì đâu. Ngươi chính là ma quỷ, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều thầm nghĩ vậy. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm tinh thần. Thấy thế, Giang Bắc Nhiên biết bản thân đã triệt để chèn ép được 12 người này, ít nhất cũng không ai nhảy ra quấy rối. Ta có một vấn đề. Lúc này, Kế Tử Thạch đột nhiên giơ tay lên hỏi. Nói đi, chúng ta có thể sống trở về sao? Đương nhiên có thể. Nói xong, Giang Bắc Nhiên đi tới, nhét tấm địa đồ Kim Đỉnh Đảo vào trong tay đối phương. Sau đó nhìn mọi người xung quanh nói, đây là địa đồ Kim Đỉnh Đảo, các ngươi có thể xem thật kỹ một chút, hai canh giờ sau chúng ta gặp lại. Nói xong, Giang Bắc Nhiên dẫn Thi Gia Mộ và Thi Phượng Lan cùng rời sân nhỏ. Trên đường đi, Thi Gia Mộ không ngừng liếc trộm Giang Bắc Nhiên, cảm thấy mình như vừa quen Đại Thúc hôm nay. Trở lại trong phòng, Thi Gia Mộ đi đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Thi Phượng Lan, tiểu di mụ, trước kia Đại Thúc cũng có bộ dạng như vậy sao? Như nào a? Thi Phượng Lan kỳ quái hỏi. Chính là bộ dạng như hôm nay đó, như một đại ác nhân uy hiếp người khác. Đại ác nhân? Thi Phượng Lan lắc đầu, sẽ không a, tiểu Bắc Nhiên không phải dạng đại ác nhân như vậy đâu. Nhưng vừa rồi hắn dọa đám người kia như thế, ngươi không thấy họ sợ tới xém khóc à? Vậy không có nghĩa tiểu Bắc Nhiên là đại ác nhân nha. Ngược lại, tiểu Bắc Nhiên khẳng định muốn dẫn mọi người đều an toàn trở về. Thi Phượng Lan nói xong thì nhìn về phía Giang Bắc Nhiên, ta nói đúng không, tiểu Bắc Nhiên? Nhìn Thi Phượng Lan cười sán lạn, Giang Bắc Nhiên cũng mỉm cười rồi đáp, ngươi đoán. Thi Gia Mộ nhìn tiểu di mụ nhìn Đại Thúc mỉm cười, bỗng cảm thấy đối phương có một loại ăn ý không tên, rất khó diễn tả. Trong hậu viện, 12 người còn lại như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng loạn chuyển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Họ thật sự muốn dẫn chúng ta lên Kim Đỉnh Đảo ư? Chết chắc, lần này chết chắc rồi, nam nhân kia quả thực là tên điên, không? Là ma quỷ, cuối tháng ta còn phải thi luyện khí sư lục phẩm nữa. Sao ta xui quá vậy à? Úy Đức Nguyên hung hăng kéo tóc mình, sau đó phát hiện có một số người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiên cứu phần địa đồ Kim Đỉnh Đảo kia. Các ngươi thật sự muốn đi lên hòn đảo kia à? Úy Đức Nguyên hô. Kế Tử Thạch đang xem địa đồ nghiêng đầu sang, nhìn về phía hắn nói, nếu không muốn thì ngươi còn muốn như nào nữa? Hiện tại chúng ta đã bị khắc ấn, chạy là không chạy được, còn không bằng nghĩ cách sống sót khi lên đảo còn hơn. Nói nghe dễ quá, trên đảo kia đều là huyền vương, tùy tiện là giết người, chúng ta kiếm đâu ra đường sống? Kế Tử Thạch lắc đầu rồi đáp, cao tầng Thi gia cũng không phải người ngu, Bích Tiêu hội khẳng định rất trọng yếu với Thi gia. Nếu đã chọn chúng ta, chắc chắn đã có kế hoạch hoàn thiện, họ sẽ không làm ẩu như vậy đâu, mà chuyện cho tới bây giờ. Kế Tử Thạch nhìn về phía phòng nhỏ cách đó không xa, chúng ta trừ tin tưởng người kia ra cũng không còn biện pháp nào khác.
Đám người nghe xong, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, sau đó không ngừng thở dài. Cái quái gì thế này? Mắng xong, Úy Đức Nguyên cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, nghiêm túc nghiên cứu địa đồ. Đại thúc, thứ ngươi muốn đây. Trong phòng nhỏ ở Vạn Hoa Cốc của Giang Bắc Nhiên, Thi Gia Mộ đặt một quyển sách trước mặt Giang Bắc Nhiên rồi nói. Giang Bắc Nhiên mở số ra, dò hỏi, tất cả ở đây sao? Thi Gia Mộ gật gật đầu, có thể tìm được ta đều ghi hết vào đó. Được rồi. Giang Bắc Nhiên gật gật đầu, nghiêm túc xem. Lần này, hắn kêu Thi Gia Mộ đi sưu tập số thiên tài địa bảo được mọi người tìm thấy ở Kim Đỉnh Đảo mấy năm qua rồi thống kê xem loại vật liệu nào nhiều nhất. Mục đích rất đơn giản, chính là sàng chọn lại đội viên. Ví dụ nếu Kim Đỉnh Đảo không sản xuất dược liệu, hoặc là rất ít thì không cần dẫn theo nhân tài dạng này. Nhưng đây chỉ là bảng thống kê của Thi Gia thôi, Thi Gia Mộ chỉ làm được tới đó, khó có thể thống kê được tổng thể. Cứ xem đỡ đi. Ôm dạng tâm tình này, Giang Bắc Nhiên xem bản thống kê. Cuối cùng hắn phát hiện tùy theo địa hình sẽ xuất hiện loại nguyên liệu hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trong vùng núi thì khoáng thạch tương đối nhiều, ở vùng bình nguyên thì dược liệu tương đối nhiều, trong rừng rậm thì linh thụ tương đối nhiều. Bất quá nơi thú vị nhất hẳn là sông băng, nhìn từ bên ngoài ở đây không có một ngọn cỏ. Nhưng có rất nhiều đồ thượng cổ bị băng phong ở đáy biển, có thể nói là nơi tầm bảo có độ khó cao nhất. Nhưng đây là lần đầu Giang Bắc Nhiên tới Kim Đỉnh Đảo, không nên nâng cao độ khó cho hắn và đội của hắn làm gì. Giang Bắc Nhiên đóng sổ lại, nhìn về phía Thi Gia Mộ rồi hỏi, ngươi từng tới Kim Đỉnh Đảo chưa? Ta từng tham gia Bích Tiêu hội rồi, nhưng chưa đi hết Kim Đỉnh Đảo. Cho nên cửa vào mở ra, ngươi đã bị lạc à? Đương nhiên, lúc mở ra có thấy tình huống trong đảo không? Có thể thấy được. Giang Bắc Nhiên gật đầu rồi hỏi, vậy trước khi vào đảo có thể tùy thời đổi người không? Có thể, dù sao đến lúc đó khi cửa ra vào mở, vào đủ 15 người là không vào được nữa. Hiểu xong, Giang Bắc Nhiên đã yên lòng hơn. Cứ dẫn cả đội lên đảo, chờ khi cửa mở, xem địa hình thế nào rồi quyết định ai vào cũng được. Hoàn mỹ, bọn họ huấn luyện thế nào? Giang Bắc Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Tuy nói không cần họ chiến đấu nhưng phản ứng cơ bản nhất vẫn phải có, bằng không vừa gặp được nguy hiểm đã ôm đầu ngồi xổm thì quá ngu xuẩn rồi. Yên tâm đi, việc quan hệ tới sinh tử, bọn hắn nhất định sẽ chăm chú luyện tập, mặt khác. Chương 804, thuyết phục ta, 1. Thi Gia Mộ kéo dài trường âm, ngươi xác định sẽ dẫn bọn hắn đi sao? Nếu thế, ta còn phải báo lại với đại bá một tiếng, đợi hắn đồng ý mới được. Không phải ngươi toàn quyền quyết định vấn đề này à? Chuyện chọn người quan trọng như vậy, dù sao cũng phải thưa với các trưởng bối a, cũng không thể để ta tùy làm ẩu. Thi Gia Mộ lườm Giang Bắc Nhiên một chút. Ai? Giang Bắc Nhiên có chút thất vọng thở dài rồi đứng lên nói, được rồi, vậy dẫn ta đi chung với ngươi. Thấy Giang Bắc Nhiên thất vọng như thế, Thi Gia Mộ không khỏi có chút tức giận. Rõ ràng là hắn làm trò lung tung, sao cứ như do ta vô dụng vậy. Giang Bắc Nhiên đi theo Thi Gia Mộ vào Bác Nhã Các, sau khi thị vệ đi thông báo, hai người mới tiến thẳng tới gian phòng của Thi Nguy Dịch. Nhị bá, Thi Gia Mộ trực tiếp đẩy cửa phòng ra hô. Thi Nguy Dịch vẫn đang cắt tỉa bồn hoa như cũ, hắn nghe Thi Gia Mộ la lên thì ứng tiếng, chuyện Bích Tiêu hội ngươi chưa chuẩn bị xong à? À, sao đại bá biết? Thi Gia Mộ ngạc nhiên nói. Ngươi tìm ta thì còn có thể là chuyện gì nữa, huống chi còn dẫn theo Giang đại sư của chúng ta. Nghe Thi Nguy Dịch gọi mình là đại sư, Giang Bắc Nhiên bỗng cảm thấy da gà nổi lên toàn thân, vội vàng chắp tay nói, không dám được thánh hiền gọi như vậy. Hắc hắc hắc, lại là tiếng cười khiến Giang Bắc Nhiên chán ghét kia. Thi Nguy Dịch đi đến trước mặt Giang Bắc Nhiên, nói, chỉ có người có tài mới được xưng là đại sư thôi. Bắc Nhiên, bây giờ ngươi là nhân vật số một của Linh Lung Phương, gọi ngươi một tiếng đại sư cũng không quá phận. Không dám sánh vai cùng thánh hiền. Được, ngươi đã không thích nghe thì ta vẫn gọi ngươi là Bắc Nhiên. Thi Nguy Dịch nói thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm một chén trà lên, ngửi ngửi mùi thơm, nghe Hoàng Phương nói ngươi còn giỏi trà đạo. Không dám tự ý nói, thánh hiền cũng thích trà. Hắc hắc hắc, đồ tốt ta đều thích. Vậy ngày khác để vãn bối mang chút lá trà từ quê tới cho ngài. Đã thế ta cũng không khách khí. Thi Nguy Dịch nói rồi nhấp một ngụm trà, hỏi, ta đoán một chút, lần này các ngươi tới là vì quyết định nên chọn ai vào đột. Thánh hiền anh minh, Giang Bắc Nhiên chắp tay một cái, danh sách ở đây,
xin ngài xem qua. Giang Bắc Nhiên nhận lấy danh sách đưa tới, thấy được đôi mắt hơi híp của Thi Nguy Dịch hơi mở ra. Ta tin Bắc Nhiên thông minh tuyệt không dám xem Bích Tiêu hội làm trò đùa. Đã thế thì chắc cũng không ngại chi tiết cùng ta, vì sao lại muốn chọn những người này. Lần này Thi Nguy Dịch chắp tay một cái, Giang Bắc Nhiên nói lại lý do vì sao mình muốn dẫn những người này theo. Hắc hắc hắc, thú vị, thú vị. Thi Nguy Dịch nhìn qua mấy cái tên, Bích Tiêu hội đã diễn ra hơn 30 năm, chưa ai có loại suy nghĩ này, quả nhiên nói chuyện với người thông minh vẫn thú vị hơn. Nói xong, Thi Nguy Dịch đứng dậy khỏi ghế, chỉ là thú vị thì thú vị, nhưng tầm quan trọng của Bích Tiêu hội tin rằng ngươi cũng rõ. Nếu ngươi không có đủ lý do hoàn toàn thuyết phục ta, ta sẽ không đồng ý để ngươi mạo hiểm như vậy. Nói xong, Thi Nguy Dịch không đợi Giang Bắc Nhiên trả lời, tiếp tục hỏi, cho nên, ngươi chuẩn bị dùng thứ gì để thuyết phục ta? Chính là vật này. Giang Bắc Nhiên lấy Mẫn Nhiên Sáo Trang từ trong càn khôn giới ra, đưa cho Thi Nguy Dịch. Mặc dù Mẫn Nhiên Sáo Trang được xem là một trong số các pháp bảo độc môn của Giang Bắc Nhiên, nhưng hắn cũng không quá lo người Thi gia nhìn thấy. Bởi vì Mẫn Nhiên Sáo Trang còn rất sơ sài, hắn tin chỉ cần bản thân có đủ điểm linh cắt sẽ sớm hoàn thiện được nó thôi. Cho nên, hiện tại đưa Mẫn Nhiên Sáo Trang cho người Thi gia xem không sợ đối phương biết rõ thực lực của hắn, ngược lại đối phương còn đánh giá thấp hắn. Nhận lấy Mẫn Nhiên Sáo Trang Giang Bắc Nhiên đưa tới, Thi Nguy Dịch sờ sờ một chút, ta thấy có gì lạ đâu. Bắc Nhiên à, ngươi đừng có đùa dai, nói ta biết chỗ đặc biệt của bộ y phục này đi. Chỉ cần mặc vào áo này, người tu luyện từ huyền hoàng trở xuống sẽ không cảm giác được sự tồn tại của người mặc. Thi Nguy Dịch nghe xong thì biểu lộ trên mặt vẫn như cũ, không thay đổi, nhưng động tác trên tay lại càng thêm cẩn thận. Y phục này khó làm lắm sao? Thi Nguy Dịch đột nhiên hỏi. Y phục này là sư phụ ta ban cho ta phòng thân, đến tột cùng chế thành như thế nào, vãn bối cũng không quá rõ. Sư phụ của ngươi? Thi Nguy Dịch híp mắt đánh giá Giang Bắc Nhiên một hồi. Thi Nguy Dịch từng gặp qua rất nhiều bảo vật có thể ẩn giấu khí tức, nhưng loại khiến hắn cầm trên tay vẫn chẳng thấy có gì lạ không nhiều. Ngươi tính để họ mặc bộ y phục này đi tầm bảo ở trên đảo. Thi Nguy Dịch trả Mẫn Nhiên Sáo Trang lại cho Giang Bắc Nhiên rồi nói. Đúng vậy. Nếu như thế, ngươi mặc nó vào đi, ta muốn nhìn xem nó có thần kỳ như lời ngươi nói không. Cần tuân phân phó của tiền bối. Sau thời gian một chén trà, cửa phòng Thi Nguy Dịch bị gõ vang, hắn ngồi trên ghế bành mở miệng nói, vào đi. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 805, thuyết phục ta, 2. Kẹt một tiếng, đại môn bị đẩy ra, một thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng đi vào, thi lễ với Thi Nguy Dịch một cái rồi hô, bái kiến thánh hiền. Thi lễ xong, thanh niên ngẩng đầu lên, phát hiện Thi Gia Mộ cũng ở đây thì nhìn nàng cười nói, yêu yêu nhi cũng ở đây à, chẳng lẽ là ngươi có chuyện tìm ta? Thi Gia Mộ quả quyết lắc đầu, ta muốn tìm ngươi thì tới tìm là được, cần gì nhờ đại truyền ngươi tới? Sặc, mau gọi ca. Thi Lạc Trì bất mãn nói, không. Nếu đổi lại là bình thường, Thi Lạc Trì khẳng định sẽ hỏa hảo tâm sự vấn đề này với Thi Gia Mộ một phen. Nhưng hôm nay có Thánh Hiền ở đây, cho nên hắn chỉ đành phải quay đầu lại, hành lễ nói, tiểu chất làm càn, xin Thánh Hiền chớ trách. Hắc hắc hắc, không trách, không trách, nhìn quan hệ đám tiểu bối các ngươi tốt như vậy ta cũng rất vui à. Không biết lần này Thánh Hiền gọi tiểu chất đến là có chuyện gì? Ta nghe nói gần đây ngươi học được một loại công pháp thần thức mới. Đúng thế. Thi Lạc Trì cũng không kỳ quái về việc Thánh Hiền biết chuyện này. Ngược lại Thánh Hiền không biết mới là kỳ quái a. Vì trong lòng tất cả tiểu bối Thi gia, Thánh Hiền không gì không biết. Vậy ngươi dùng công pháp dò xét căn phòng này một lần đi, thử xem có phát hiện được thứ gì không. Đối mặt với khảo nghiệm bất thình lình, Thi Lạc Trì không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh đã chắp tay nói, vâng, vậy tiểu chất cố hết sức thử một lần. Thi Lạc Trì dùng toàn lực thôi động ngũ uẩn công, bắt đầu tìm kiếm mỗi một chỗ hẻo lánh trong gian phòng. Chỉ là trước giờ hắn chưa từng dám dùng thần thức kiểm tra phòng Thánh Hiền nên căn bản không biết gian phòng này có bộ thế nào. Nhưng hắn tin, Thánh Hiền nói như vậy khẳng định có thâm ý riêng, chắc chắn có gì đó hắn cần tìm ra, hẳn sẽ là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nhưng hắn giám thị nửa ngày, cũng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường đồ vật hoặc là hiện tượng. Chờ, thời gian một chén trà trôi qua,
Trên trán Thi Lạc Trì đã rịn đầy mồ hôi, thở dài chắp tay với Thi Nguy Dịch, tiểu chất vô năng, không có cách nào cảm giác được trong phòng Thánh Hiền có chỗ gì khác thường. Thi Lạc Trì nói xong thì phát hiện khóe miệng Thánh Hiền có chút cong lên, phảng phất như đang rất cao hứng. Hít, đến cùng Thánh Hiền có ý gì? Thi Lạc Trì thật sự có chút không biết nên làm sao, rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ hắn không tra được là thứ gì mới tốt ư? Chẳng lẽ có thứ tà vật gì đó? Vào lúc Thi Lạc Trì đang đoán mò, Thi Nguy Dịch đột nhiên nói, trở về đi, biểu hiện hôm nay của ngươi rất tốt. À, tốt ư? Thi Lạc Trì khó hiểu liếc trộm Thi Gia Mộ một chút, muốn biết được đáp án từ chỗ nàng, nhưng chỉ nhận được một động tác buông tay. Thi Lạc Trì thấy cầu cứu vô hiệu bèn chắp tay hành lễ với Thi Nguy Dịch, vâng, tiểu chất xin cáo từ. Dưới ánh mắt hiền hòa của Thi Nguy Dịch, Thi Lạc Trì từ từ đóng cửa lại. Một khắc khi cửa lớn đóng lại, Thi Nguy Dịch mới quay đầu nhìn về phía Giang Bắc Nhiên đang đứng một bên, quả nhiên thần diệu, nếu như thế, kế hoạch của ngươi xác thực có thể thực hiện. Không, phải nói đó là một kế hoạch phi thường hoàn mỹ, ta thậm chí còn cảm thấy lần này Thi gia chúng ta hẳn sẽ đoạt giải nhất trong Bích Tiêu hội. Vãn bối sẽ nỗ lực hết sức. Yên tâm, biểu hiện của ngươi thế nào chúng ta thấy rõ. Nếu lần này đoạt giải nhất Bích Tiêu hội, Thi gia nhất định không bạc đãi ngươi. Đa tạ Thánh Hiền. Tốt, vậy các ngươi về trước đi, chuyện chọn người ta sẽ đích thân nói với ngươi, ngươi cứ yên tâm mà chuẩn bị đi. Vâng, xin đa tạ Thánh Hiền, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Thấy Giang Bắc Nhiên muốn đi, Thi Gia Mộ phất phất tay với Thi Nguy Dịch, vậy chúng ta đi trước a, gặp đại bá sau. Ừm, Thi Nguy Dịch mỉm cười gật gật đầu. Chờ đến khi cửa lớn lần nữa bị đóng lại, Thi Nguy Dịch xoa xoa tay, tựa hồ nhớ lại cảm giác chạm vào Mẫn Nhiên Sáo Trang vừa rồi. Khó trách lão tổ tông muốn ta đối đãi với Giang Bắc Nhiên như tiểu bối. Đúng thật là thú vị, nhưng vẫn có chỗ khó xử a. Hô. Thi Nguy Dịch thở phào một hơi, lần nữa mỉm cười, lão tổ tông đưa cho ta một vấn đề nan giải a. Giang Bắc Nhiên rời khỏi Bác Nhã Các cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng Thi Nguy Dịch thấy Mẫn Nhiên Sáo Trang xong, chắc chắn sẽ truy hỏi vài câu, nhưng không ngờ đối phương không hỏi gì cả. Việc này khiến kế hoạch dùng để đối phó Thi Nguy Dịch của Giang Bắc Nhiên đều không có đất dụng võ. Họ thật sự tin ta có một sư phụ không rõ cảnh giới ư? Sau khi gặp mặt vị lão tổ tông kia xong, Giang Bắc Nhiên liền bắt đầu cảm thấy thái độ của người một nhà này đối với mình vô cùng vi diệu. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ thăm dò hắn nhưng đại đa số tình huống đều sẽ chung đụng như hảo hữu, hoặc xem hắn như tiểu bối mà đối đãi thay vì đối tượng lôi kéo. Đoán chừng họ cũng đang tò mò a. Giang Bắc Nhiên ngẫm lại, dù sao từ mặt ngoài mà xem, ngay cả huyền thánh hắn cũng hù được thì nói gì những người có cấp thấp hơn. Bất quá vẫn nên để thiết lập nhân vật của ta phong phú hơn nữa, khiến họ càng mù mờ càng tốt. Trong lúc Giang Bắc Nhiên tự hỏi làm thế nào để khiến thiết lập phong phú hơn thì Thi Gia Mộ đột nhiên hô lên, đại thúc, nếu lần này đoạt giải nhất, ta sẽ chia một nửa điểm thưởng cho ngươi. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì sững sờ, tỷ thí này còn chưa bắt đầu, sao đã bàn tới chuyện chia của rồi? Trước thắng rồi nói sau, ngay cả Thánh Hiền cũng nói chúng ta sẽ đoạt giải nhất, vậy chúng ta khẳng định sẽ đoạt giải nhất. Giang Bắc Nhiên suy nghĩ rồi hỏi, dường như các ngươi rất kính phục vị Thánh Hiền này. Đó là đương nhiên, có thể ngồi lên vị trí Thánh Hiền đều là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất trong gia tộc. Không chỉ có thực lực cường đại mà còn không gì không biết, không gì không hiểu, là đại nhân vật chân chính. Không gì không biết, không gì không hiểu à. Nghe được hai từ này, Giang Bắc Nhiên đột nhiên hiểu rõ vì sao vị Thánh Hiền này lại chủ động tiếp cận mình. Chương 806, quả nhiên có bản sự. Kể từ khi biết Kim Đỉnh Đảo có loại đặc sản thay đổi địa đồ, Giang Bắc Nhiên lại bắt đầu thay đổi nhân sự. Trước đó, hắn tuyển người làm công tinh anh nhất của Linh Lung Phường. Người làm công tinh anh có không ít nhưng dù sao vẫn phải sàng lọc lại rồi mới chọn được. Theo thời gian dần trôi, đội hình Bích Tiêu hội của Giang Bắc Nhiên cũng ngày càng đủ, ngày càng khổng lồ. Nội thành, Không Thiên Phủ, Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư. Dưới tiếng xưng hô cung kính của thị nữ, Thi Gia Mộ một đường đi vào. Mẹ ơi! Thi Gia Mộ hô lên một tiếng, nhào vào lòng một nữ tử đang ngồi đoan trang bên cạnh cửa sổ. Thi Nhuế Tĩnh ôm lấy Thi Gia Mộ vừa nhào tới, sờ tóc nàng rồi nói, ngươi còn biết tới thăm mẹ ngươi à? Thi Gia Mộ buồn vùi đầu vào trong ngực Thi Nhuế Tĩnh cọ cọ hai lần, vụt đầu làm nũng, mẹ. Thi Nhuế Tĩnh cười lắc đầu,
xoa tóc đen của nữ nhi nhu thuận rồi hỏi, gần đây ngươi thân cận với tiểu di ngươi hơn mẹ nhiều. Đâu có. Thi Gia Mộ ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, cười nói, gần đây ta bận chuyện Bích Tiêu hội, đi với tiểu di chỉ vì công vụ thôi. Thật sao? Thi Nhuế Tĩnh mỉm cười, cái kia chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị rất tốt. Lần này đoạt giải nhất khẳng định là Thi Gia chúng ta. Nói hay lắm. Lúc này, một nam tử trung niên đi ra từ sau tấm bình phong, Gia Nhia, cha chờ ngươi đem mặt mũi về cho ta. Thấy cha tới, Thi Gia Mộ vội vàng đứng lên hô, cha. Ừm. Thi Anh Phát gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế sau lưng. Tiếp nhận chén trà thị nữ đưa tới, Thi Anh Phát mở nắp chung trà, hớp hai ngụm rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thi Gia Mộ hỏi, Giang Bắc Nhiên kia thế nào? Chính là một quái nhân. Thi Gia Mộ đáp, quái chỗ nào? Thi Anh Phát hứng thú hỏi thêm. Rõ ràng hắn bản lĩnh đầy mình nhưng lại tỏ ra như bản thân vô dụng lắm. Thi Anh Phát nghe xong thì cười hai tiếng, vậy ngươi cảm thấy thế nào mới là người có bản lĩnh? Khiến người ta tự cảm thấy kính sợ, tựa như cha vậy. Ồ, ha 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 ha. Thi Anh Phát cười to một trận rồi nói, so với những người trông bản lĩnh thì những vào những thời khắc mấu chốt, người không có bản lĩnh sẽ đáng tin hơn. Ngươi đã quen thân với hắn như thế thì bình thường đi theo học tập nhiều hơn đi. Ta tin ngươi sẽ nhận được ích lợi không nhỏ đâu. Thi Gia Mộ nghe xong, nhịn không được nói, cha. Rõ ràng ngươi chưa từng gặp vị đại thúc kia, sao đánh giá hắn cao thế? Chỉ bằng việc hắn là khách do đích thân lão tổ tông mời tới cũng đủ để ta có vài phần kính trọng với hắn. Thi Anh Phát nói xong thì nhấp một hớp trà nóng, mặt khác, ngươi chọn được người tham gia Bích Tiêu hội chưa? Hôm nay Lục Bá ngươi vừa vặn nhắc tới việc này, Vĩnh Nguyên ca của ngươi là ma quyền sát trưởng, đang đợi ngươi đến tìm hắn đó. Cái này, thấy Thi Gia Mộ rời ánh mắt sang chỗ khác, Thi Anh Phát hỏi, thế nào, đã tuyển đủ chưa? Ừm, xem như thế đi. Thi Gia Mộ gật đầu nói. Xem như thế là sao? Sao hôm nay đứa nhỏ này nói chuyện mơ hồ thế? Thấy cha có chút không vui, Thi Gia Mộ vội giải thích, danh sách đã có, chỉ chưa chọn thôi. Trong danh sách có Vĩnh Nguyên ca của ngươi không? Ờ thì, không có. Ồ, Thi Anh Phát hơi kinh ngạc, lần trước Vĩnh Nguyên ca của ngươi vượt cảnh giới, đánh bại một tên huyền hoàng của Trúc Long Bảo. Xem như là người nổi bật nhất trong lứa các ngươi, vậy mà không lọt nổi mắt xanh ngươi sao? Cha thật sự có chút hiếu kỳ về người các ngươi chọn, ngươi có đem danh sách theo không? Mang theo thì có ạ. Nhìn bộ dáng do dự dự của nữ nhi, Thi Anh Phát trực tiếp đưa tay ra nói, lấy ra đây. Vâng, Thi Gia Mộ đáp một tiếng rồi đưa danh sách người được chọn cho cha. Sau khi Thi Anh Phát nhận lấy danh sách thì lập tức dở ra, xem xong biểu bộ có chút đặc sắc. Sau một lúc lâu, Thi Anh Phát đóng danh sách lại, đại bá của ngươi đồng ý không? Ừm, đồng ý. Ha 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 ha. Thi Anh Phát nghe xong thì cười lên ha ha, quả nhiên Giang Bắc Nhiên là rất có bản sự. Thi Gia Mộ cũng không ngốc đến mức hỏi cha vì sao biết danh sách này do Giang Bắc Nhiên chọn, vì điều này đã quá rõ ràng rồi. Thi Anh Phát trả danh sách lại cho Thi Gia Mộ, vừa cười vừa nói, bất quá ngươi phải chú ý, qua mấy ngày nữa hẳn ngươi sẽ đau đầu lắm đây. Trong nháy mắt Thi Gia Mộ liền hiểu ý tứ của cha, cười khổ đáp, nếu không ta vẫn nên ở trong nhà tránh mấy ngày đi. Khó lắm, trốn tránh là vô dụng, đến lượt ngươi xử lý vấn đề thì vẫn phải xử lý. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 807, trốn tránh. Ta, được rồi a. Sau 3 ngày, Thi Gia Mộ chật vật đi tới Vạn Hoa Cốc, xông vào phòng nhỏ của Giang Bắc Nhiên mà. Hô, đại thúc, mau cho ta chút chú ý đi, ta sắp bị phiền chết rồi. Yên tĩnh, trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ người nào đáp lại nàng. Vào lúc Thi Gia Mộ chuẩn bị đi nơi khác tìm thì cửa gian phòng mở ra kẹt kẹt. Yêu Yêu Nhi tới rồi a, Tiểu Bắc Nhiên nói hắn muốn ra ngoài mấy ngày, sáng sớm đã đi rồi. Thi Phượng Lan đi tới nói ra, đi rồi. Thi Gia Mộ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng đang chờ người cứu mạng a, hắn vậy mà lại chạy đi. Làm sao vậy, ngươi tìm Tiểu Bắc Nhiên có việc gấp gì sao? Nhìn Thi Gia Mộ như bị đả kích vô cùng, Thi Phượng Lan kỳ quái hỏi, đúng vậy, việc gấp, cực kỳ gấp. Thi Phượng Lan nghe xong lập tức vỗ ngực nói, có việc gấp thì tìm ta cũng được, nói đi, ta giúp ngươi.
nhưng Thi Gia Mộ đánh giá trên dưới Tiểu Di Mục một lần, sau đó lắc đầu nói, được rồi, ta vẫn nên tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Uy, Thi Phượng Lan hô to một tiếng, ngươi xem nhẹ năng lực của Tiểu Di ngươi à? Đúng thế. Thi Gia Mộ gật đầu nói, ngươi học xấu của Tiểu Bắc Nhiên á. Thi Phượng Lan chỉ vào Thi Gia Mộ hô. Thi Gia Mộ đang muốn trêu Tiểu Di Mụ hai câu thì bỗng cảm nhận được một cỗ huyền khí cường đại bay về phía mình, vẫn đi theo cờ. Thi Gia Mộ thầm than, vừa mở cửa muốn chạy thì thấy một người nam tử mặc cẩm bào màu lam lụa từ giữa không trung đáp xuống trước mặt nàng. Cảnh Hoán ca, nhìn người tới, Thi Gia Mộ hô câu giòn tan. Ngươi còn biết ta là ca ca của ngươi à, thấy ta mà như thấy quỷ, chạy nhanh như vậy. Thi Cảnh Hoán bất mãn nói, ta có việc gấp mà. Vậy thì trùng hợp quá, ta cũng có việc gấp tìm ngươi, chỉ còn 3 ngày nữa là tới Bích Tiêu hội, ngươi đừng nói ta biết, ngươi vẫn chưa quyết định xong sẽ chọn ai. Chọn A chọn, ai? Đại bá, sao ngài lại tới đây? Vừa nghe Thánh Hiền tới, Thi Cảnh Hoán vội quay lại hành lễ nhưng phát hiện căn bản chẳng có ai. Cái nha đầu nhà ngươi, lúc Thi Cảnh Hoán quay đầu lại thì phát hiện Thi Gia Mộ đã chạy đi rồi, ngươi chờ đấy cho ta. Giờ phút này, Thi Gia Mộ đã chạy khỏi Vạn Hoa Cốc, không khỏi thầm kêu khổ, rõ ràng là đại thúc chọn người, sao người cõng nổi lại là nàng chứ? Đúng như cha đã nói, lúc tới gần Bích Tiêu hội, các vị huynh đệ tỷ muội của nàng đều ngồi không yên nữa, nhao nhao chạy đến tìm nàng đòi lẽ phải. Có nói bóng nói gió, cũng có nói thẳng, câu hỏi đều như nhau. Vì sao không chọn hắn? Thi Gia Mộ cũng khó xử muốn chết, khi chống đỡ với đám huynh đệ tỷ muội cùng họ còn đỡ, chỉ cần lấy chức danh đội trưởng ra chống đỡ, bảo đây không phải chuyện họ nên hỏi là được. Nhưng với ca ca lớn lên từ nhỏ của nàng thì khác, nói như vậy sẽ bị đánh chết đó. Lần này nàng tới tìm Giang Bắc Nhiên là muốn hỏi hắn nên giải quyết vị ca ca này thế nào, chẳng ngờ đối phương đã đi đâu mất tiêu rồi. Đại thúc, ta hận ngươi. Thi Gia Mộ vừa trốn qua một bên vừa thầm hô trong lòng. Mặt khác, Giang Bắc Nhiên đang ở trong Thái Ất quán uống rượu với Lục Dương Vũ. Sáng sớm, hắn vừa rời giường thì trước mắt nhảy ra 3 cái lựa chọn, ý tứ rất đơn giản, tiếp tục ở lại trong phòng nhỏ sẽ rất phiền. Giang Bắc Nhiên nghĩ một lát đã hiểu lý do, mắt thấy đã sắp tới Bích Tiêu hội, nhóm tiểu bối nóng lòng biểu hiện của Thi Gia khẳng định sẽ tới đòi nợ. Đến lúc đó khó tránh sẽ giận lây sang hắn, ai biết sẽ chọc ra dạng phiền phức gì chứ. Cho nên, Giang Bắc Nhiên không chút nghĩ ngợi đã chọn ngay lựa chọn 3, chuồn đi, chạy tới chỗ của Lục Dương Vũ. Đinh, hai người đụng cụm chén rồi ngước cổ uống sạch rượu. À, Lục Dương Vũ thoải mái ở ra một ngụm tử khí. Bắc Nhiên a, rượu này của ngươi thật sự càng uống càng có vị. Xem ra ta tuổi già rồi, học không nổi a. Tuy bây giờ Lục Dương Vũ đã học xong Trưng Cất, nhưng muốn ủ ra rượu ngon không dễ. Hơn nữa dù có ủ ra cũng không bằng Giang Bắc Nhiên. Vì thế hiện tại Lục Dương Vũ hết lời ngon ngọt với Giang Bắc Nhiên chỉ vì muốn được một ngụm rượu. Lục Dương Vũ uống xong một chén rượu mạnh thì nói với Giang Bắc Nhiên, à đúng rồi, tên kia gửi thư, nói quyển cổ tịch kia đã có manh mối. Đoán chừng khi ngươi từ Kim Đỉnh Đảo trở về là có thể bắt đầu bước tiếp theo. Chương 808, gió từ đâu mà tới? Giang Bắc Nhiên tùy ý đáp một tiếng. Nghe Giang Bắc Nhiên vẫn giữ bộ dáng không quan tâm như thế, Lục Dương Vũ ngày càng không rõ đến cùng Giang Bắc Nhiên có hứng thú với cổ tịch không. Sau đó vài ngày, Giang Bắc Nhiên vẫn ở lại trong Linh Lung Phường, mãi đến trước khi lên đường một ngày, hắn mới trở lại Vạn Hoa Cốc. Tiểu Bắc Nhiên, nhìn thấy Giang Bắc Nhiên đột nhiên đẩy cửa phòng đi tới vào, Thi Phương Lan đang ngồi chán nản trong phòng đứng lên hô. Hai ngày này ngươi đi đâu vậy? Tản bộ thôi. Giang Bắc Nhiên nói xong thì đi vào trong phòng. Thi Phương Lan cũng đi theo. Vừa đi vừa nói, hai ngày nay Yêu Yêu Nhi tới tìm ngươi mấy lần luôn, nhìn bộ dáng hẳn rất gấp. Giang Bắc Nhiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng biết mấy ngày qua Thi Gia Mộ sứt đầu mẻ chán thế nào. Bất quá hắn cũng không muốn giúp Thi Gia Mộ chịu trách nhiệm việc này, dù sao, nàng mới là đội trưởng. Giang Bắc Nhiên bắt đầu đun nước rồi nhìn về phía Thi Phượng Lan hỏi, hôm nay nàng không tới sao? Biết ngươi không ở nhà sau liền không tới, thật là một cái vô tình tiểu nha đầu. Uổng ta đối với nàng tốt như vậy. Thi Phượng Lan vừa dứt lời thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Vào đi, Giang Bắc Nhiên mở miệng nói. Phanh một tiếng, cửa bị đẩy ra, Thi Gia Mộ xông tới,
vừa muốn nói chuyện thì thấy Giang Bắc Nhiên. Đại thúc, Thi Gia Mộ hô to một tiếng, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tản bộ thôi. Giang Bắc Nhiên lạnh nhạt đáp, tản bộ. Thi Gia Mộ khí thế hùng hổ vọt tới trước mặt Giang Bắc Nhiên, vừa muốn mở miệng đã bị ánh mắt Giang Bắc Nhiên hù cho lùi lại ba bước. Thi Gia Mộ thở hổn hển hai cái, ủy khuất hô, ba ngày, ngươi có biết ba ngày nay ta trải qua thế nào không? Giang Bắc Nhiên ngẩng đầu nhìn Thi Gia Mộ một cái, cần ta sờ đầu ngươi rồi nói một câu vất vả rồi sao? Thi Gia Mộ sững sờ rồi đáp, vậy cũng là không cần. Thế thì chớ có nũng nịu, lần này trưởng bối nhà các ngươi đã để ngươi đảm nhiệm chức đội trưởng, chứng tỏ kỳ vọng rất cao ở ngươi, muốn bồi dưỡng ngươi. Ngươi bây giờ đã có quyền lực, về sau bạn ngươi chơi, huynh đệ tỷ muội của ngươi cùng cuộc sống của ngươi sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất thần kỳ, dù chỉ một câu ngắn ngủi nhưng phàn nàn trong lòng Thi Gia Mộ với Đại Thúc nháy mắt mất sạch. Nguyên lai, hắn rời đi là cố tình để ta một mình đối mặt với hết thảy à. Thi Gia Mộ nhớ lại những chuyện mình gặp mấy ngày này, cảm thấy đúng như Đại Thúc nói. Trước kia từng có mấy vị ca ca vốn rất tốt với nàng, nhưng hiện tại đã thay đổi, hoặc nói quan hệ giữa họ đã thay đổi, không còn thuần túy như trước nữa. Đại Thúc, đây là trưởng thành sao? Thi Gia Mộ nhìn về phía Giang Bắc Nhiên hỏi. Ừm, chúc mừng ngươi đã trưởng thành. Giang Bắc Nhiên gật đầu. Thi Gia Mộ hít sâu một hơi, phảng phất như đã lớn lên rất nhiều, sau đó thi lễ với Giang Bắc Nhiên một cái. Vì nàng đã hiểu Đại Thúc làm như vậy hoàn toàn là để tốt cho nàng. Hài lòng gật đầu, Giang Bắc Nhiên nói, được rồi, trở về chuẩn bị cẩn thận đi, ngày mai gặp. Ừm, ngày mai gặp, Đại Thúc. Giang Bắc Nhiên phất phất tay, Thi Gia Mộ đi ra ngoài cửa. Chờ Thi Gia Mộ đi xa, Thi Phượng Lan ngồi ngay kế bên đột nhiên hỏi, Tiểu Bắc Nhiên, đến cùng thế nào mới có thể trưởng thành à? Không phải ngươi đã trưởng thành rồi sao? Mới không phải. Thi Phượng Lan thở dài, người trong nhà đều coi ta là hài tử, chuyện gì cũng không cho ta biết. Vừa rồi nghe người nói thế, ta đột nhiên có chút hâm mộ Yêu Yêu nhì. Nói xong, Thi Phượng Lan một bắt lấy cánh tay Giang Bắc Nhiên khẩn cầu, Tiểu Bắc Nhiên, ngươi cũng giúp ta biến thành người lớn có được hay không? Không giúp. Nghe Tiểu Bắc Nhiên gọn gàng mà linh hoạt trả lời, Thi Phượng Lan hừ một tiếng, hẹp hỏi. Rõ ràng ngươi đã giúp Yêu Yêu nhi thành người lớn, sao không giúp ta một chút chứ? Thi Phượng Lan vừa dứt lời thì phanh một tiếng, cửa gỗ bị một trận cuồng phong thổi ra. Đồng thời, một cỗ khí thế cực mạnh bắn thẳng đến Giang Bắc Nhiên. Làm gì vậy? Giang Bắc Nhiên nhìn bàn trà bị lật đổ thì sạm mặt lại. Trong một tháng ở Thi Gia, Giang Bắc Nhiên đã sớm nhận ra có một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn và Thi Phượng Lan, đó chính là cha nàng. Già mà không đứng đắn, tư tưởng bẩn thỉu, sao lại trút giận lên người ta làm gì? Thi Phượng Lan chạy tới chỗ cửa ra vào nhìn, sau đó mới đóng cửa lại, hỏi Giang Bắc Nhiên, gió này ở đây ra vậy, ai mà biết? Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 809, trò chuyện 1. Ân, không khác trong tưởng tượng của ta lắm. Giang Bắc Nhiên đứng trong đại sảnh của một tòa phủ đệ, bên cạnh là các vị đại nhân vật trong Thi Gia, hắn không khỏi thầm cảm khái nói. Hắn vốn tưởng Thi Gia sẽ gọi thần thú thượng cổ hoặc cự thú hồng hoang chở tất cả mọi người tới Kim Đỉnh Đảo, dù sao đại gia tộc khẳng định sẽ rất coi trọng mặt mũi a. Nhưng hiện thực khác xa, tất cả mọi người cùng vào phi phủ của tộc trưởng đương nhiệm Thi Gia, Thi Dương Hy rồi bay tới Kim Đỉnh Đảo. Nhìn hai bên là đại nhân vật dòng chính của Thi Gia, Giang Bắc Nhiên cũng cảm thấy mình có chút không hợp. Lần này có thể nói là toàn bộ cao tầng Thi Gia đều xuất động. Thậm chí ngay cả tộc thánh Thi Hồng Vân cũng tới, điều này cũng nằm trong dự liệu của Giang Bắc Nhiên. Dù sao nhiều cường giả như vậy hợp lại công lược Kim Đỉnh Đảo hơn 30 năm cũng chẳng thành công. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không thoải mái, chắc chắn họ sẽ mượn cơ hội này tới đó xem một chút, ai biết sẽ có phát hiện gì không. Giang Bắc Nhiên đâu rồi? Vào lúc Giang Bắc Nhiên muốn tới nơi hẻo lánh đợi một hồi thì một nam tử trung niên ở lầu 2 đột nhiên hô to một tiếng. Làm gì vậy? Tự dưng hưng sư động chúng như vậy làm gì? Nhìn ánh mắt mọi người từ từ hướng về phía mình, Giang Bắc Nhiên ngẩng đầu lên lầu 2, chắp tay đáp, Bắc Nhiên ở đây, không biết Thi tộc trưởng tìm ta có chuyện gì. Không sai, giờ phút này, Thi Dương Hy,
gia chủ Thi gia đang đứng trên hành lang chính lầu 2. Hiện tại Thi Dương Hy đã là huyền tôn lục giai, được tất cả mọi người công nhận là người có cơ hội trở thành huyền thánh kế tiếp của Thi gia. Giang Bắc Nhiên từng gặp đối phương một lần, nhưng chỉ nói đôi ba câu rồi thôi. Đi lên đây, tộc thánh muốn gặp người. Không thể khiêm tốn chút à. Giang Bắc Nhiên cảm thấy da đầu tê dại, sau khi đáp được một tiếng thì dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi lên lầu 2. Đi theo ta. Giang Bắc Nhiên ở Thi gia lâu như vậy, người khiến hắn cảm nhận rõ nhất về khí chất cường giả chính là vị tộc trưởng Thi gia này. Đối phương mặt lạnh như tiền, nhìn ai cũng không có bất kỳ biểu tình gì, nói chuyện gọn gàng, không dây dưa dài dòng. Chính là dạng người không kiệm lời mà Giang Bắc Nhiên không quá thích. Đương nhiên, so với loại lão âm bỉ suốt ngày cười hì hì hà hà thì Giang Bắc Nhiên tình nguyện chung đụng với loại người mặt lạnh như tiền này hơn. Nhìn Giang Bắc Nhiên bị dẫn đi, Thi Hoàng Phương cười, nhìn một nam tử bên cạnh, ai, có phải ngươi rất muốn lão tổ tông có thể hảo hảo trừng trị hắn một phen không? Không có. Nam tử kia trả lời vừa đơn giản lại dứt khoát. Ngươi cảm thấy ta tin ngươi hả? Nếu hôm qua không có ta kéo ngươi, chỉ sợ ngươi đã vọt thẳng vào phòng hắn rồi. Đã sớm nói với ngươi đừng tới nhìn mà, ngươi không thể tiếp xúc với Lan Nhi, tới nhìn chẳng phải lại tăng thêm phiền não ư. Hơn nữa, Thi Hoàng Phương thấy ánh mắt Thi Diễm ngày càng sắc bén thì khoát tay nói, được rồi, ta không nói, nhưng ngươi chú ý chút, Cốc Lương Nhân đã dặn rồi. Nếu không phải Cốc Tiên Sinh dặn trước, căn bản hôm qua ngươi đã không có cơ hội ngăn ta lại. Thi Hoàng Phương nhún vai, không tiếp tục đề tài này nữa. Ngược lại bắt đầu nói về chuyện Bích Tiêu Hội. Mặt khác, Giang Bắc Nhiên được Thi Dương Hy dẫn tới trước một phòng lớn ở lầu 3. Thi Dương Hy duỗi tay đẩy cửa lớn ra rồi đi thẳng vào trong. Giang Bắc Nhiên đứng ngây ra một lúc vì phát hiện phía sau cánh cửa là nơi tiên cảnh mình từng tới tâm niệm sở sinh, là tùy thời tùy chỗ đều có ư. Trước khi Giang Bắc Nhiên tiến vào Linh Huyễn Tháp đã nhận ra tâm niệm sở sinh chính là kết giới bản tâm, nhưng kết giới bản tâm không thể di động, bố trí ở đâu sẽ ở yên ở đó. Còn tâm niệm sở sinh thì lợi hại hơn, chính là kết giới bản tâm di động. Giờ khắc này, Giang Bắc Nhiên đột nhiên nhớ tới trận chiến phía trên Mộc Linh Mạch khi trước, đánh nhau được một lúc thì những huyền thánh này lại biến mất, thoát ẩn thoát hiện. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là chạy vào tâm niệm sở sinh của đối phương rồi. Huyền thánh đánh nhau quả nhiên đủ loè loè a. Giang Bắc Nhiên đuổi theo bước chân của Thi Dương Hy, hiện tại đã làm thế nào để tìm vị kia tộc thánh kia, dùng lỗ tai là được. Giang Bắc Nhiên đi theo tiếng cười của Oanh Oanh Yến Yến, thẳng tới một bờ hồ. Cảnh tượng trước mắt không khác gì so với Giang Bắc Nhiên tưởng tượng lắm, nhưng càng có lực trùng kích hơn. Chỉ thấy Thi Hồng Vân đưa lưng về phía các thiếu nữ trẻ tuổi mà đếm số, các thiếu nữ trẻ tuổi thì rón ra rón rén đi lên phía trước. Không thể nào. Chương 810, trò chuyện 2. Giang Bắc Nhiên vừa nghĩ xong thì Thi Hồng Vân đột nhiên quay đầu hô, người gỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả thiếu nữ trẻ tuổi đều vội ngưng lại, không nhúc nhích. Chỉ có một người vì không đứng vững nên mới ngã về trước. Ha ha ha, Mỹ Nhân Nhi, ngươi thua rồi. Thi Hồng Vân cười lớn, nói với thiếu nữ không đứng vững kia. Thiếu nữ kia đỏ mặt, vội cởi một kiện y phục ra. Ngươi con mẹ nó thật biết chơi à. Giang Bắc Nhiên từng thấy đánh bài thoát y, quản tù xì thoát y nhưng lần đầu tiên thấy loại trò chơi con nít kinh điển có thể trở nên đầy mùi sắc khí như vậy. Ngoài ra, khiến Giang Bắc Nhiên có chút nghĩ không thông chính là lão đầu này cứ chơi như vậy mà không cần tu luyện à? Hay nói hắn lấy sắc nhập đạo, cho nên mặt ngoài nhìn như đang chơi hắn nhưng thật ra đang tu luyện vậy cũng quá sắc rồi. Thi Dương Hy chắp tay, thi lễ với Thi Hồng Vân một cái rồi nói, bái kiến lão tổ tông, ta đã dẫn Giang Bắc Nhiên đến. Thi Hồng Vân nghe xong bèn gật gật đầu, quay người vẫy tay với các thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ thấy các thiếu nữ vốn đứng bất động bỗng hoan hô chạy về phía Thi Hồng Vân. Dưới sự ôm ấp của các thiếu nữ, Thi Hồng Vân gật gật đầu với Thi Dương Hy, sau đó nói với Giang Bắc Nhiên, nghe tiểu ngũ, nói gần đây ngươi có tên tuổi không nhỏ tại Linh Lung Phường, xem ra rất có bản lãnh nha. Lựa chọn 1, đa tạ tiền bối khích lệ, ban thưởng, thiên chu tiên đồ, địa cấp hạ phẩm. Lựa chọn 2, cũng không phải vãn bối có bản lĩnh, chỉ là trình độ huyền nghệ sư của Linh Lung Phường quá phế vật thôi. Ban thưởng, cộng 1 điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Nhìn lựa chọn thứ 2, Giang Bắc Nhiên nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu vì sao hệ thống lại kêu hắn nói ra mấy lời chán sống như thế. Có cần táo bạo vậy không?
Nhưng đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống, Giang Bắc Nhiên vẫn quả quyết lựa chọn đáp án số 2, cũng không phải vãn bối có bản lĩnh, chỉ là trình độ huyền nghệ sư của Linh Lung Phường quá phế vật thôi. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm thể chất. Nghe xong, Thi Dương Hy đứng bên cạnh quả nhiên quay sang nhìn Giang Bắc Nhiên. Tuy biểu tình vẫn không có chút gì thay đổi nhưng Giang Bắc Nhiên vẫn cảm nhận được uy áp của đối phương. Ha 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 ha. Thi Hồng Vân nghe xong lại cười to một trận. Tiểu tử, ngươi luôn nói với ta ngươi sợ chết, ta thấy ngươi nào có sợ gì. Vãn bối chỉ ăn ngay nói thật thôi, không dám lừa gạt tiền bối. Giang Bắc Nhiên chắp tay đáp. Thi Hồng Vân nghe xong lại cười to một trận, sau đó ôm một thiếu nữ, hôn cái rồi chỉ vào Giang Bắc Nhiên hỏi, ngươi nói xem, có phải tiểu tử kia không sợ chết không? Thiếu nữ nghe xong có chút sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhìn dáng vẻ thiếu nữ kinh hoàng, Thi Hồng Vân lại lần nữa cười to, đưa tay luồn vào trong quần áo của nàng. Xoa nắn đôi bên rồi nói, vậy bản quân thay đổi câu hỏi, Y Nhi có thích được bổn quân xoa nắn thế này không? Thích. Thiếu nữ lập tức cúi đầu đáp. Ha ha ha. Thi Hồng Vân vui sướng cười to, lần nữa nhìn về phía Giang Bắc Nhiên nói, bổn quân rất thích sự can đảm càn rỡ của người, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh mới được. Giang Bắc Nhiên. Nghe Thi Hồng Vân đột nhiên lớn tiếng gọi thẳng tên mình, Giang Bắc Nhiên chắp tay nói, vãn bối có mặt. Ngươi đã cười Linh Lung Phường ta không người, vậy thì giúp Linh Lung Phường của ta bồi dưỡng chút nhân tài đi, thế nào? Tất nhiên không có vấn đề gì. Được, rất sảng khoái, vậy bản quân cũng sảng khoái một lần, chỉ cần lần này ngươi có thể đoạt giải nhất ở Bích Tiêu Hội. Giúp Linh Lung Phường của Thi gia bồi dưỡng hai huyền nghệ sư bát phẩm, ân tình ngươi thiếu ta liền xóa bỏ. Lựa chọn một, một lời đã định, ban thưởng, Thương Minh Hạo Bảo Kinh, địa cấp thượng phẩm. Lựa chọn hai, tiền bối đối với ta ân trọng như núi, làm những chuyện nhỏ nhặt này cho người sao có thể xem là báo đáp xong. Ban thưởng, cộng một điểm kỹ nghệ cơ sở ngẫu nhiên. Con mẹ nó. Những đại nhân vật này đúng là một lời không hợp liền trở mặt a. Giang Bắc Nhiên vừa tính cám ơn vì hệ thống tính toán như thần, đang tính đồng ý thì lại thấy lựa chọn kinh người. Nếu hắn biểu hiện quá rõ bản thân mong mau chóng phủi sạch quan hệ với Thi gia, chỉ sợ vị huyền thánh này sẽ thay đổi thái độ với hắn. Hệ thống, vĩnh viễn thần kỳ như vậy. Giang Bắc Nhiên thầm cảm khái, lựa chọn số 2 rồi chắp tay nói, tiền bối đối với ta ân trọng như núi, làm những chuyện nhỏ nhặt này cho người sao có thể xem là báo đáp xong. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm bạc trận. Thi Hồng Vân nghe xong thì lập tức sảng khoái cười ha hả, ôm hai thiếu nữ trong ngực sờ loạn một trận. Các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.